đất vành đai nóng hơn bao giờ hết, đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đua nhau săn lùng. Theo nguồn tin tạp chí Nhịp Sống Thị Trường, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đang thi công, vành đai 2 đoạn qua khu đông thành phố rục rịch các bước để khởi công khép kín vào đầu năm 2025. Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi. Các thông tin hạ tầng này đang tác động phần nào đến tâm lý nhà đầu tư, người mua nhà ở thực. Khảo sát thực tế vào đầu tháng 10 năm 2024 tại một dự án căn hộ trên đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, cũ, nay là thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nhận thấy lượng khách quan tâm tìm hiểu dự án tăng lên so với thời kỳ quý 1 năm 2024. Đây là dự án nằm cạnh tuyến đường vành đai 2, đoạn qua thành phố Thủ Đức, đang lên kế hoạch đền bù và khởi công vào đầu năm 2025. Theo môi giới, khi thông tin khởi công khép kín vành đai 2 ngày càng rõ nét, thì nhà đầu tư đã bắt đầu nhòm ngó các dự án quanh tuyến đường với kỳ vọng giá gia tăng trong tương lai. Đặc biệt trong những bối cảnh nguồn cung ngày càng khan hiếm đã thúc đẩy tâm lý ra quyết định của nhà đầu tư nhanh hơn. Không chỉ căn hộ mà đất nền và nhà phố riêng lẻ tại thành phố Thủ Đức gần đây cũng rục rịch trở lại. Một số mảnh đất, căn nhà gần tuyến vành đai 2 được nhiều nhà đầu tư để ý. Thông tin đền bù dự án khiến nhiều nhà đầu tư có bất động sản hoặc chuẩn bị ôm nhà đất, gia tăng hy vọng về việc nguồn tiền đền bù của dân sẽ đổ đi các hướng mua nhà. Vì thế, động thái đi trước đón đầu của nhà đầu tư đã xuất hiện trên thị trường khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, sau 4 năm tạm dừng thi công, dự án vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh đoạn 3 từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dừa dài 2,7 km đã được bàn giao mặt bằng vào tháng 12 năm 2024 và tái khởi động vào đầu năm 2025. Hiện công tác đền bù, giải tỏa của dự án đang chờ thẩm định và phê duyệt của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Vành đai 2 đóng vai trò là tuyến đường đô thị kết nối trục Đông Tây của thành phố Thủ Đức. Khi được khép kín sẽ đóng vai trò kết nối vùng và trở thành động lực phát triển kinh tế, xã hội cho thành phố Thủ Đức nói riêng, thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Vành đai 2 được quy hoạch 16 năm trước, 2007, dài 64 km, quy mô 6-10 làn xe. Tuyến đường bắt đầu từ Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, qua cầu Phú Mỹ, quận 7, tiếp tục ra ngã tư Bình Thái, nối vào nút giao Gò Dừa, thành phố Thủ Đức. Điểm cuối ra quốc lộ 1 rồi chạy vòng về Nguyễn Văn Linh, tạo thành đường bao quanh thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, toàn tuyến đường chỉ có 50 km được hoàn thành. Cùng với đó, dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đã được khởi công cũng có tác động khá nhiều đến hoạt động mua bán trên thị trường địa ốc. Suốt thời gian qua, không ít nhà đầu tư đã âm thầm săn hàng quanh tuyến này ở cả thị trường thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh lân cận. Đường vành đai 3 không vận hành riêng lẻ mà được quy hoạch liền mạch với 5 tuyến cao tốc hướng tâm gồm thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, Bến Lức, Long Thành, thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài và thành phố Hồ Chí Minh, Chân Thành. Chưa kể trong vòng 5-15 năm tới, vành đai 3 sẽ cùng với các tuyến đường vành đai 2, vành đai 4 tạo thành mạng lưới giao thông khép kín bao quanh thành phố Hồ Chí Minh. Nắm rõ các thông tin này, nhà đầu tư nhạy bén đã tìm cách săn bất động sản để đón đầu. Ngoài ra, đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 197,6 km đi qua 5 tỉnh Thanh La, thành phố Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Long An. Hiện dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đường vành đai 4 có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội ở các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tính kết nối giao thông liên vùng, giải quyết lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics. Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường vành đai 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An thống nhất cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng chung cho toàn tuyến, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Có thể thấy hiện nay động thái của nhà đầu tư với bất động sản rõ nét hơn so với các quý đầu năm 2024, khả năng đưa ra quyết đoán nhanh hơn xuất phát từ lý do trước đó hầu hết nhà đầu tư tham khảo thị trường, bây giờ mới là giai đoạn quyết mua sau khi cân nhắc khả năng, sự cạnh tranh về giá bán và sự thiện chí có thể giúp thị trường bất động sản sôi động về cuối năm. Theo quan sát, với người mua ở thực, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội giá tốt ở thời điểm này bắt đầu hình thành, họ đi tìm hiểu dự án và ra quyết định nhanh hơn. Theo đó, một số dự án căn hộ hay nhà phố ở khu vực gần các tuyến vành đai đã gia tăng sức cầu. Mặc dù sức cầu chưa phân bổ đồng đều ở từng khu vực, song yếu tố hạ tầng đã và đang tác động đến tâm lý của nhà đầu tư, bởi khi các thông tin hạ tầng hoàn thiện, giá bất động sản dự báo sẽ vào nhịp tăng.
Nhìn chung, thị trường cho thấy điểm nghẽn về nguồn cung vẫn chưa được tháo gỡ, còn nguồn cầu thận trọng và tập trung cho các dự án có pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư uy tín, tiến độ xây dựng được đảm bảo. Tỷ trọng hàng A và B trong tổng nguồn cung sơ cấp giảm, làm giá trung bình toàn thị trường giảm theo quý. Tuy nhiên, giá các dự án mới gần đây vẫn ở mặt bằng giá cao và có xu hướng tăng giá cho các giai đoạn mở bán sau, đại diện Savills nhấn mạnh trong báo cáo quý 3 năm 2024. Thành phố Hồ Chí Minh bàn giá đất mới tác động đến thị trường ra sao? Theo nguồn tin tờ báo Đài Đoàn Kết, cùng với tháo gỡ cho hơn 9.000 hồ sơ nhà đất đang bị ứ động, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo Hội đồng Nhân dân Thành phố về thời điểm sẽ ban hành bàn giá đất điều chỉnh vào trước ngày 15 tháng 10 năm 2024. Nhiều ý kiến cho rằng chính sách này sẽ có tác động đối với thị trường bất động sản tại đô thị đầu tàu của cả nước. Là một trong những trường hợp được giải quyết hồ sơ đăng bộ căn hộ chung cư sau hơn một tháng bị tạm dừng để chờ bàn giá đất mới, vì chị Đậu Phương, 37 tuổi, trú phường An Khánh, thành phố Thủ Đức cho biết, vợ chồng chị đã rất vui mừng vì cuối cùng hồ sơ cũng được giải quyết để đi đóng thuế. Trước đó, khi bộ phận tiếp công dân của Văn phòng Đất đai thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xử lý hồ sơ trễ hẹn do chờ bàn giá đất mới, chị Phương đã thấp thỏm lo lắng hồ sơ sẽ phải kéo dài đến cuối năm, thậm chí sang đầu năm sau. Còn anh Phan Thanh Duy, 31 tuổi, trú phường Long Thành Mỹ, thành phố Thủ Đức, đại diện một công ty môi giới cho biết, riêng trong tháng 9 năm nay, công ty nhận hơn 10 hồ sơ môi giới và đều trong tình trạng trễ hẹn ở khâu chờ thông báo đóng thuế, thuế thu nhập cá nhân của người bán và thuế trước bạ của người mua. Tuy nhiên, giữa tháng 9, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có kiến nghị khẩn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết hơn 9.000 hồ sơ đất đai trễ hẹn từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 do phải chờ ban hành chính thức bảng giá đất mới. Đây là văn bản kiến nghị lần thứ 3 của Cục Thuế thành phố chỉ trong khoảng một tháng về vấn đề này. Thực tế, việc chậm có phương án tháo gỡ đã khiến cả người mua, người bán, công ty môi giới và ngành thuế sốt ruột chờ đợi, anh Duy chia sẻ. Tương tự, ông Trương Quân, giám đốc công ty môi giới bất động sản Điền Quân thông tin, nhiều hồ sơ được công ty nhận hợp đồng dịch vụ môi giới đều bị ảnh hưởng trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua. Nói về tâm lý khách hàng, khi thành phố Hồ Chí Minh ban hành điều chỉnh bảng giá đất mới, ông Quân cho rằng chắc chắn sẽ có tác động rất lớn đến thị trường bất động sản. Tôi nghĩ rằng tác động của bảng giá đất mới của thành phố Hồ Chí Minh sẽ cộng hưởng mạnh mẽ với các tác động của ba luật vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua vừa qua, bao gồm luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và luật các tổ chức tín dụng, ông Quân nhận định. Liên quan đến quá trình giải quyết vướng mắc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng bảng giá đất theo luật đất đai 2024, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có 570 tuyến đường mới chưa có trong bảng giá đất. Tất cả các mức giá đất trong bảng giá đất đều theo quyết định số 02/2020 ngày 16 tháng 1 năm 2020, quyết định cũ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đều rất thấp, chỉ bằng khoảng 30% giá thị trường. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh phải cập nhật vào bảng giá đất các mức giá đất mà thành phố đã bồi thường thực tế khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn vốn đã áp dụng các hệ số điều chỉnh giá đất mới nhất. Vì vậy, ông Châu cho rằng việc thành phố Hồ Chí Minh ban hành bảng giá đất điều chỉnh theo trình tự thủ tục quy định tại khoản 1, điều 14, nghị định 71/2024 của Chính phủ là cấp thiết để phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương. Ngay từ thời điểm Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông tin về điều chỉnh bảng giá đất, luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã nhận định việc điều chỉnh giá đất là yêu cầu cấp thiết được quy định tại luật đất đai năm 2024, trong đó giúp tính tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm, tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng.